chỉ cần cười chào em, nguyện cái chặt đôi ta cho tình thêm nồng ấm, thủy chung mãi suốt đời sáng trong tình ta đậm thắm mặn mà. Tiếng em cười chào anh, lòng tràn đầy yêu thương cho tình ta dịu mát, hạnh phúc mãi đơm hoa ngọt ngào sắc hương dạng người nắng xuân. Chiếc nhẫn cưới hồng thắm trao nhau, đồng thề nguyện trước sau bên nhau, cùng sẽ chia buồn vui có nhau, tổ ấm cùng chung xây bền lâu. Chiếc nhẫn cưới đẹp mối nhân duyên, lòng ra sao có anh có chào nhau, nụ cười rạng rỡ cho nhau. Chiếc nhẫn đôi ta chào nhau, tình hồng mãi mãi bên nhau. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Ngày nay lễ hằng thuận đã được phổ biến rộng rãi như là một nét đẹp văn hóa truyền thống Phật giáo nói riêng và văn hóa dân tộc nói chung. Hằng là mãi mãi, là luôn luôn. Thuận là hòa thuận, thuận thảo yêu thương. Hằng thuận là vợ chồng sống chung hòa hợp, biết yêu thương lẫn nhau và hỗ trợ nhau để hoàn thành trách nhiệm, bổn phận của mình. Lễ hằng thuận tại chùa chính là cơ hội tốt đẹp để cho cô dâu và chú rể có thể lắng nghe những lời truyền dạy quý báu từ chư tôn đức chứng minh. Đó chính là hành trang vô giá trên con đường hôn nhân hạnh phúc phía trước. Và đặc biệt là dưới sự chứng minh của Phật, Pháp, Tăng, từ năng lượng an lành đầy từ ái đó như là lời chúc phúc tốt đẹp nhất đến cho đôi bạn trẻ. May này khi cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình, có thể hiểu nhau, thương nhau, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Trăng long đầu bạc, ngày vui trời trong sáng, gió lành thoảng đưa hương, đẹp thay đôi yên ương đến chùa làm hằng thuận. Nhận thức được ý nghĩa sâu sắc của buổi lễ hằng thuận chính là dịp để cho cô dâu và chú rể quay về nương tựa ba ngôi tam bảo, cũng như được sự truyền dạy của quý chư tôn đức chứng minh. Lễ hằng thuận chính là sự hòa quyện nhuần nhuyễn giữa văn hóa truyền thống, đạo đức dân tộc và văn hóa tâm linh của Phật giáo, là nét đẹp văn hóa đặc thù trong lĩnh vực hôn nhân gia đình đối với người Phật tử. Với nghi lễ hằng thuận, các đôi bạn trẻ thiện nam thiện nữ sẽ xây dựng cho mình một gia đình mới hạnh phúc trên nền tảng của đạo Phật. Gia đình là nơi kế tục truyền thống tổ tiên, vì thế bổn phận của cô dâu chú rể không chỉ là xây dựng hạnh phúc cho riêng mình mà còn phải thực hiện và giữ gìn truyền thống của cha ông để lại. Gia đình là nền tảng, là tế bào của xã hội, cho nên mỗi cặp vợ chồng đều phải có ý thức sâu sắc về điều này. Đạo Phật chú trọng đến sự tu dưỡng của mỗi con người, song mỗi chúng ta lại từ gia đình mà ra, ảnh hưởng của gia đình đến chúng ta không nhỏ. Và việc xây dựng một gia đình nề nếp, thuận hòa, hạnh phúc là vô cùng quan trọng. Đức Phật, bậc đại giác, đấng thiên nhân sư, dẫu đã thoát ly mọi hệ lụy của tam giới, nhưng vì lòng từ bi, muốn dùng mọi phương tiện để hóa độ chúng sinh, Ngài đã đưa ra lời dạy rất tinh tế, tâm lý dành cho người nam, người nữ để có được đời sống gia đình hạnh phúc thông qua Kinh Thiện Sinh và Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt. Với sự mong cầu phước báu từ ruộng phước điền Tam Bảo, các gia đình đã đưa các thiện nam thiện nữ về chùa để được kết duyên lành với ba ngôi báu. Chúng con kính mong trên Sư Phụ, Chư Tôn Đức, quý quan khách cùng toàn thể đại chúng đồng hoan hỷ, chúc mừng cho buổi lễ hằng thuận hôm nay được thành công viên mãn.
lời cầu nguyện buổi sáng, thành tâm quỳ dưới Phật đài, cúi đầu lạy Phật đón ngày mới sang. Phật Đà từ ái nghiêm trang, cha lành của khắp mười phương vạn loài, xin che con thể tỏ bày lời cầu nguyện của kiếp này kiếp sau. Trước là cha mẹ ơn sâu, được nhiều phước đức sống lâu tuổi trời, ông bà tiên tổ nhiều đời, an vui cõi Phật thành thơi tu hành. Xin cho thế giới thanh bình, ai ai cũng sống hiền lành với nhau, thầy cô vất vả công lao, mong sao sẽ được phước cao đức dày. Còn con xin nguyện từ đây siêng năng học tập để ngày lớn khôn, đáp đền cha mẹ công ơn, đắp xây thế giới đẹp hơn bây giờ. Hôm nay con trẻ dạy thờ, biết bao mơ ước còn chờ mai sau. Nguyện trên ơn Phật nhiệm màu, cho con trí tuệ hiểu sâu mọi điều, cho lòng con biết thương yêu, để con giúp đỡ được nhiều tha nhân. Cho con lễ độ ân cần, biết nhường kính với người gần kẻ xa. Từng ngày cuộc sống đi qua, xin cây đạo đức nở hoa trong lòng. Đôi điều con trẻ ước mong, cúi xin Đức Phật cảm thông độ trì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và tiếp theo chương trình sẽ là một tiết mục văn nghệ với nhạc khúc được mang tên Khách Đến Chơi Nhà, qua phần trình bày của Phật tử Thanh Thủy. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. Và mấy khi khách đến chơi nhà, đốt than quạt nước pha trà em mời người xơi. Mà trà này thì quý lắm người ơi, mỗi người mỗi chén cho dâu rể em vui lòng. Khách đến đi đến chơi nhà là chơi nhà, đố than ý dù mà có nước mây pha trà, mời người xơi là trên có a trà này quý vậy. Mỗi chén mấy cho em ý vui lòng là em ý vuông tròn. Sông y cả ni ơ, sông y cả ni ơ đất liền. Để em ý dù mà đi lại mấy kéo viện là đò giang là em ý vào chùa. Sẽ rơi ở chị Hồng. Mà chầu này thì chầu nghĩa chầu tình, chầu loan chầu phường chầu mình chầu ta. Dạ chầu này em đêm tối hôm qua, xin phép mẹ và cha em mang ra mời người. Một miếng trầu gặp đây, ăn một miếng trầu, chưa ăn cầm lấy, chưa ăn cầm lấy, cho em vui lòng trầu này, trầu nghĩa trầu tình. Trầu này
chầu nghĩa chầu tình, ăn vào chỗ đó, ăn vào chỗ đó, mỗi mình mỗi ta miếng chầu là miếng chầu vàng. Đừng ở đằng xa yêu nhau, đừng ở đằng xa con mắt liếc lại, con mắt liếc lại bằng ba đứng gần mì. Anh còn son, em cũng còn son, anh còn son, em ý cũng còn son. Ước gì ta được, ước gì ta được làm con một nhà, anh nghĩ về thưa vời mẹ cha. Vâng, xin được cảm ơn Phật tử Thanh Thủy với một tiết mục trình diễn thật tuyệt vời. Vào giờ phút này, chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức tăng ni và đại chúng đồng chắp tay trang nghiêm niệm Phật cầu gia hộ. Chúng con xin cung thỉnh đại đức chủ lễ khởi niệm. Nam mô Bổn Sư Kính lạy chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý quan khách, trước tiên xin chúng con được thông qua chương trình của buổi lễ hàng thuận được tổ chức tại chùa Ninh Phúc sáng hôm nay. Một, tuyên bố do. Hai, giới thiệu thành phần tham dự. Ba, nghi thức lễ hàng thuận. Bốn, tuyên đọc 4 lời phát nguyện trong hôn nhân. Năm, văn nghệ. 6. Trao nhẫn cưới. 7. Lời dặn dò của cha mẹ. 8. Đạo từ của chư tôn đức chứng minh. 9. Cảm tạ hồi hướng. Và cuối cùng là phần chụp hình lưu niệm. Xin kính mời cô dâu và chú rể cùng ngồi xuống. Kính thưa toàn thể quý vị, hai chữ hành thuận với ý nghĩa chỉ cho đôi vợ chồng luôn sống thuận hòa, tương kính, nhường nhịn lẫn nhau, cùng nhau vừa hướng đến con đường tu tập giác ngộ giải thoát trên cơ sở gìn giữ ngũ giới và hành thập thiện, trau dồi 4 đức hạnh từ bi hỷ xả, sống một đời sống thiện lành, đạo đức vị tha. Lễ hành thuận không những là một nét đẹp truyền thống của văn hóa Phật giáo Việt Nam, mà còn lại mang lại phước báu đến cho đôi tân lang tân nương và cho cả những người thân trong gia đình. Nhờ có lễ hành thuận mà cô dâu chú rể đã được gieo duyên bền vững với Tam Bảo, đồng thời được chư tôn đức tăng ni đứng ra chứng minh và chỉ dạy những lời pháp nhũ vô cùng quý báu đúng theo tinh thần Phật dạy. Và hôm nay ngày 7 tháng 11 năm 2022, nhằm ngày 14 tháng 10 năm Nhâm Dần, hết ý nghĩa trên, đôi bạn trẻ đã tâm thành quỳ tại nơi chánh điện chùa Ninh Phúc, tỉnh Ninh Bình, cung kính cầu thỉnh chư tôn đức tăng ni chứng minh cho khoảnh khắc nên duyên vợ chồng. Và đó cũng chính là lý do của buổi lễ sáng hôm nay
Xin quý vị hãy dâng cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc phúc cho họ. Buổi lễ hằng thuận sáng hôm nay được đặt dưới sự chứng minh chủ lễ của Đại Đức Đạo Hiệu Thích Ngộ Đức, Chi sự Chùa Ninh Phúc. Và sự chứng minh của Ni Sư Thích Đàm Chiên, trụ trì Chùa Ninh Phúc. Sự chứng minh của Ni Sư Thích Đàm Thêm, trụ trì Chùa Quán Công. Sự chứng minh của Ni Sư Thích Đàm Thành, trụ trì Chùa Mơ, xã Mai Sơn. Về phía quý vị đại diện của gia đình, cô dâu chú rể, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đại diện gia đình nhà trai, ông Dương Bá Hành là cha của chú rể. Đại diện của gia đình nhà gái, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thành Căng và bà Trần Thị Cần là cha và mẹ của cô dâu. Và chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu bà con thân tộc hai họ cũng như bạn bè, đồng nghiệp của hai gia đình cũng đã về đây chia vui, tham dự đông đủ. Xin phép được giới thiệu chung. Và đặc biệt là hai nhân vật chính của buổi lễ hằng thuận sáng hôm nay, xin trân trọng giới thiệu chú rể Bá Toàn, pháp danh Tịnh Toàn, và cô dâu Kiều Linh, pháp danh Liên Linh. Xin tất cả hãy dâng cho một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Tiếp theo chương trình sẽ là nghi thức lễ hằng thuận. Chúng con xin cung thỉnh Đại Đức chủ lễ và quý ni sư cử hành nghi thức hằng thuận. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư bà Thích Nữ Đàm Chiên cùng nhị vị sư bà tại chùa Quán Công, chùa Mai Sơn. Thật là hoan hỷ cho chùa Ninh Phúc chúng con được cúng đón quý ngài cũng như toàn thể quý quan khách quan phiên hai họ được về tại chùa Ninh Phúc dự lễ hằng thuận cho hai bạn trẻ Bá Toàn và Kiều Linh. Và giờ này là chính thức là giờ tiến hành cử lễ theo nghi thức Phật giáo. Xin toàn thể quý hai bên gia đình cũng như quan khách chúng ta hoan hỷ chắp tay trang nghiêm trước ngực, lắng lòng thanh tịnh cùng niêm hương bạch Phật cầu sự chứng minh của mười phương tam bảo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phượng Phật khắp mười phương cúng dường ngôi tam bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tư tánh làm lành cùng pháp giới chúng sinh cầu Phật tử gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố chi tu học vững bền xa bể khổ nguồn mê chóng quay về bờ giác. Từ thời hôm nay là ngày mồng 7 tháng 11 năm 2022 nhằm ngày 14 tháng 10 năm nhâm dần tại Đại Hùng Bưu Điện chùa Ninh Phúc từ địa chỉ 109 thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình,
đầy đủ nhân duyên phước lành, cung thỉnh quý tăng ni nhất giả trí thành đối trước ngáng tiền, thiết lễ hằng thuận cho đôi bạn trẻ chú rể dương bá toàn pháp danh tịnh toàn sinh như năm 1995 cùng cô dâu Kiều Linh pháp danh Liên Linh sinh như năm 1996. Giờ này đối trước án tiền trang nghiêm thanh tịnh, toàn thể đạo tràng quy kính một lòng, đốt nén tâm hương nhất tâm phụng thỉnh mười phương tam bảo, tùy từ quang giáng đạo tràng chứng minh gia hộ. Kính nguyện mười phương Đức Phật và các vị Bồ Tát thương xót chứng minh cho lẽ thành hôn được thập phần viên mãn, tình vợ chồng gắn bó trăm năm, nghĩa tào khang thủy chung một già, tình hai họ luôn luôn thuận hảo, nghĩa thông gia mãi mãi thắm nồng. Lại nguyện đôi tân nương tân lang trọn duyên nợ trăm năm hảo hiệp, vẹn thủy chung hạnh phúc trọn đời. Phận chồng biết nhân nghĩa, hiếu kính thương yêu, xứng danh chồng hiền dễ quý. Hạnh vợ trinh hậu đảm đang, đẹp nếp vợ hiền, khéo thuận khéo tùy, dạng danh dâu thảo. Gia đình hạnh phúc, phước lộc vững bền, sớm chỗ sanh trai hiếu gái hiền, vun bồi đức nghiệp cha ông, tông đường hai họ đời đời rạng rỡ. Kính nguyện tam bảo tùy từ chứng giám, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô tâm hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Phật là đấng giác ngộ mình, độ người thoát khỏi tử sinh bao đời, từ bi trí tuệ rạng ngời, là thầy ba cõi trời người xưa nay. Trí tâm đan lê tất cả Đức Phật ba đời, thường trú trong mười phương. Tiếp theo sẽ là nghi thức tuyên đọc bốn lời phát nguyện trong hôn nhân. Điều phát nguyện thứ nhất. Điều phát nguyện thứ nhất. Chúng con nguyện sống tiếp nối đạo đức. Chúng con nguyện sống tiếp nối đạo đức. Và truyền thống văn hóa Việt Nam. Và truyền thống văn hóa Việt Nam. Và gia tộc chúng con. Và gia tộc chúng con. Điều phát nguyện thứ hai. Điều nguyện thứ hai. Chúng con nguyện sống chung thủy. Chúng con nguyện sống chung thủy. Hiểu biết thương yêu chăm sóc. Hiểu biết thương yêu chăm sóc. Chia sẻ và nâng đỡ nhau. Chia sẻ và nâng đỡ nhau. Với lòng kiên nhẫn. Với lòng kiên nhẫn. Điều phát nguyện thứ ba. Điều phát nguyện thứ ba. Chúng con nguyện sống với tinh thần tôn trọng. Chúng con nguyện sống với tinh thần tôn trọng. Và thái độ hài hòa. Và thái độ hài hòa. Không gây sự không trách móc. Không gây sự không trách móc.
Không hờn giận, không lý luận hơn thua. Không hờn giận, không lý luận hơn thua. Để bồi đắp hạnh phúc và an vui. Để bồi đắp hạnh phúc và an vui. Điều phát nguyện thứ tư. Điều phát nguyện thứ tư. Chúng con nguyện có trách nhiệm. Chúng con nguyện có trách nhiệm. Hướng dẫn cho con cháu. Hướng dẫn cho con cháu. Là Phật tử từ nhỏ. Là Phật tử từ nhỏ. Dồn hết tâm lực và phương tiện. Dồn hết tâm lực và phương tiện. Xây dựng hạnh phúc cho con cháu. Xây dựng hạnh phúc cho con cháu. Xá một xá. Xin mời cô dâu và chú rể cùng ngồi xuống. Và để tiếp nối không khí vui tươi của buổi lễ hôm nay sẽ là một nhạc khúc được mang tên Ninh Bình như một khúc ca, sáng tác Thiều Thu Sa. Xin mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của Thanh Thủy và Sĩ Đạt. Chiều nghe em hát dân ca, khúc nhạc ngân nga em ru sao mượt mà. Anh mời em về quê anh một lần nhé, Ninh Bình đón mời em còn ngại chi đường quá xa. Hơi ấm tình người qua câu hát dân ca, Ninh Bình yêu thương đón em trong chiều tha. Vì hoàng hôn về lung linh đồng tam công, náo lòng bao người. Đất trời đẹp như một khúc ca. Em về thăm Tràng An, du thuyền lướt trên biển xanh như dải lụa. Chim nhàn kéo nhau bay về hang mùa. Động nên thơ bức tranh mùa lúa, để tình gái trai ngỡ ngẩn trong hồi mùa. Chiều nghe em hát dân ca, khúc nhạc ngân nga em ru sao mượt mà. Anh mời em về quê anh một lần nhé, Ninh Bình đón mời em còn ngại chi đường quá xa. Hơi ấm tình người qua câu hát dân ca, Ninh Bình yêu thương đón em trong chiều tà. Kỳ hoàng hôn về lung linh đồng tam công, náo lòng bao người. Đất trời đẹp như một khúc ca. Em về thăm Tràng An, du thuyền lướt trên biển xanh như dải lụa. Ngàn kéo nhau bay về hang mùa. Động nên thơ bức tranh mùa lúa, để tình gái trai nấu nướng trong hồi mùa. Ân tình Ninh Bình ơi, mãi mãi cách xa làm sao em quên.
dòng chơi đắm mình non nữa. Em về cố đô à, tiếp theo chương trình sẽ là khoảnh khắc hai bạn trao nhẫn cho nhau trước sự chứng minh của Tam Bảo. À, vào giờ phút này, chúng con xin thành tâm cung thỉnh Đại Đức Chủ Lễ sẽ quan lâm về vị trí phía trước bàn chứng minh để cử hành nghi thức trao nhẫn cho hai bạn. Xin thành tâm cung thỉnh Đại Đức. Kính thưa toàn thể quý vị, đây là giờ phút quan trọng. Đôi tân lang tân nương sẽ lần lượt trao nhẫn cưới cho nhau trước sự chứng minh của Tam Bảo để xác định tình yêu và sự cam kết mà hai bên dành cho nhau là tự nguyện, với mục đích cùng nhau xây dựng hạnh phúc trên mọi nẻo đường đời. Chiếc nhẫn chính là nhịp cầu nối của tình yêu, trách nhiệm mà hai bên cùng cam kết thực hiện cho chính họ và con cái sau này. Đó cũng như là hoa trái của một tình yêu chân chính. Nhẫn còn được hiểu là sự kiên trì, tượng trưng cho sự bền bỉ trong hiểu biết, cảm thông với nhau. Để dù cho vật đổi sao dời, tình chồng nghĩa vợ chọn đời bên nhau. Và vào giờ phút này, xin chú rể hãy cung kính đón nhận chiếc nhẫn từ tay của Đại Đức Chủ Lễ. Và nói lên những lời yêu thương đối với người vợ của mình trước sự chứng minh Tam Bảo. À, xin nhạc à, nhỏ lại, tắt nhạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Trước sự chứng minh của Tam Bảo, mẹ và họ hàng hai bên, con là Dương Bá Toàn, pháp danh Tịnh Toàn, xin nhận người con thương yêu nhất là em Nguyễn Thị Linh, pháp danh Liên Linh, làm vợ con. Con xin trao nhẫn cưới cho vợ con. Con nguyện sống trọn đời chung thủy với vợ, tôn trọng hiểu biết, chia sẻ và nâng đỡ nhau hạnh phúc. Nam Mô A Di Đà Phật. À, tiếp theo, xin mời cô dâu hãy nhận lấy chiếc nhẫn từ Đại Đức Chủ Lễ và nói lên những lời yêu thương đối với người chồng của mình trước sự chứng minh của Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước sự chứng minh của Tam Bảo, cha mẹ và họ hàng hai bên, con là Nguyễn Thị Linh, pháp danh Liên Linh, xin nhận người con thương yêu nhất là anh Dương Bá Toàn làm chồng con. Con xin trao nhẫn cưới cho chồng con nguyện sống với chồng trọn đời chung thủy, tôn trọng, hiểu biết, sẻ chia, nâng đỡ nhau cùng hạnh phúc. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin mời cô dâu và chú rể ta hãy quay lại phía camera để chụp tấm hình lưu niệm.
quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt nữa để chúc mừng cho đôi Tân Lan Tân Nương trong buổi lễ hành thuận ngày hôm nay được tổ chức tại chùa Ninh Phúc. Vào giờ phút này, chúng con xin cung thỉnh Đại Đức Chủ Lễ sẽ trao giấy chứng hôn cho hai bạn là ba cuốn sách vô cùng quý giá với tựa đề Chìa khóa hạnh phúc gia đình, sống khỏe mạnh và hạnh phúc trong tầm tay do Thượng Tọa Thích Nhật Từ trước tác. Xin hai bạn hãy thành tâm cung kính đón nhận món quà vô cùng quý báu này từ Đại Đức Chứng Minh. Tri ân Đại Đức. Những đấng sinh thành luôn đồng hành và dõi theo từng bước của những người con. Chính vì vậy, trong khoảnh khắc quan trọng này của cuộc đời những người con, bậc làm cha mẹ ắt hẳn sẽ có những cảm xúc muốn bày tỏ với con cái. Và vào giờ phút này, chúng tôi xin trân trọng kính mời đại diện của những đấng sinh thành, cô dâu chú rể sẽ có đôi lời dặn dò, chia sẻ đối với cô dâu chú rể. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn Đức Tăng Ni Chứng Minh. Kính thưa bà con hai họ, thưa quý vị quan khách. Xin cho phép con được thay mặt cho cha mẹ hai cháu đôi lời căn dặn buổi lễ đặc biệt này. Hai con thương mến, hôm nay là ngày trọng đại nhất của hai con. Khi cùng nhau nói lên nguyện ước được kết duyên vợ chồng, các con được sự đồng tình, ủng hộ của bà con hai họ, được sự tôn đức chứng minh và các hành nghi lễ hàng thuận vô cùng trang nghiêm và long trọng. Hai con cần ý thức những may mắn phúc duyên mà mình được để đồng với nhau hòa thuận, trong ấm ngoài êm, xứng đáng với mong ước của tất cả mọi người dành cho hai con. Cuộc đời cha mẹ đã khổ cực nhiều, khi cưới nhau không có được nhiều may mắn diễm phúc như hai con. Cuộc sống cơm áo gạo tiền thúc giục, những mối quan hệ gia đình, làng xóm, công sở đã chi phối nhiều những lúc căng thẳng, khổ đau. Nhưng vì nghĩ lê ấm mái gia đình, nghĩ đến hạnh phúc của con cái, niềm hy vọng đợi chờ của hai con, của hai dòng họ mà luôn nhường nhịn nhau để sống và giữ gìn hạnh phúc đến mãi hôm nay. Hai con cần biết cuộc sống này không hề dễ dàng, đặc biệt là với những người trưởng thành trong xã hội. Bao cám dỗ của cuộc đời sẽ thử thách tình yêu, thương yêu và chung thủy của hai con. Hãy luôn khắc ghi những giây phút thiêng liêng này để làm một thành trì vững chắc, lắm chặt tay nhau vượt qua bão tố sóng gióng của cuộc đời. Cha mẹ chúc hai con sống với nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng nong. Chúc con xin đảnh lễ tri ân chư tôn đức tách thành và những chứng minh cho ngày lễ thượng trọng đại của hai con chúng con. Kính chúc các ngài phép thể kinh an tuệ đăng thường chiếu. Kính chúc bà con hai họ được thuận thảo, mối nương duyên vĩnh kết ngàn đời. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, xin mời các đấng sinh thành chúng ta trở về vị trí chỗ ngồi. Kính bạch trên chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý vị, vừa rồi là những lời dặn dò vô cùng sâu sắc
và ý nghĩa của những đấng sinh thành đối với những người con của mình. Và vào giờ phút này, để tri ân lại những lời dạy đó, cũng như thể hiện sự hiếu thảo, cam kết sống hạnh phúc, hiếu kính với ông bà, tổ tiên, cha mẹ của mình, cũng như sự quý kính Tam Bảo, cô dâu và chú rể, sẽ cùng nhau thực hiện nghi thức lễ lạy tứ trọng ân. Lạy thứ nhất, để bày tỏ đối với ân đức của cha mẹ. Mỗi người con chúng ta khi có mặt trên cõi đời này đều có một quê hương để thương, để nhớ. Gắn liền với hình ảnh của quê hương chính là hai đấng sinh thành. Cho nên sách có câu: công cha nghĩa mẹ cao vời, nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì con. Nên người hiếu nghĩa vuông tròn, đáp đền nghĩa nặng như là trời cao. Lạy thứ hai, để tri ân ân đức của sư trưởng. Bậc cổ đức có dạy: ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Chúng ta có được tri thức, có được cơ duyên với Phật Pháp, phải kể đến ân đức của chư tôn đức tăng ni. Lạy thứ ba, tri ân công đức của thí chủ. Những vật chất mà chúng ta thọ dụng hàng ngày không phải tự tay mình có được, mà do ân đức của các thí chủ đem đến cúng dường. Dù sống giàu sang hay nghèo khó, mỗi người đều có những công việc để lao động, đánh đổi đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt. Một bữa cháo, một bữa rau cũng phải nghĩ đến chỗ không dễ. Đây nên biết một vật thực của người thí chủ đều nặng như núi Tu Di. Lạy thứ tư, tri ân ân đức của đất nước. Như nhà thơ Tế Hanh đã diễn tả tình quê hương đất nước qua những câu thơ như sau: quê hương tôi có con sông xanh biếc, ước gương trong soi tóc những hàng tre. Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè, tỏa nắng xuống dòng sông lấp lánh. Nói đến đất nước thì ai cũng biết, đó là nơi chôn nhau cắt rốn, nơi tổ tiên ta đã dày công khai phá. Ta nhờ đó mới có được cuộc sống hôm nay. Mong rằng chúng ta hãy luôn ghi nhớ bốn ân đức thầy vừa nói trên. Một lần nữa, xin hai bạn hãy thành tâm lễ bái Tam Bảo ba lạy. Quý vị, Đức Phật từng dạy rằng: nhân thân nan đắc, Phật Pháp nan văn. Có nghĩa là thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Sống trên đời gặp được Phật Pháp là một phước duyên thù thắng. Khi học tập và hành trì Phật Pháp qua lời dạy của chư tôn đức tăng ni, chắc chắn sẽ giúp cho đôi bạn trẻ có được một đời sống hạnh phúc bền vững.
Chính vì vậy, vào giờ phút này, cô dâu và chú rể hãy cùng lắng động tâm tư để nghe những lời pháp nhủ quý báu từ Đại Đức Chứng Minh, lấy đó làm một hành trang vững bước trong cuộc hành trình dài phía trước. Chúng con xin thành tâm cung thỉnh Đại Đức từ bi ban lời pháp nhủ. Nam mô Hiện Tọa Đạo Tràng Thập Phương Tam Bảo Tùy Thừa Chứng Giám. Nam mô Chư Vị Lịch Đại Tổ Sư Tùy Thừa Chứng Giám. Kính bạch trên tam vị sư bà trụ trì các tự viện chú xứ tại huyện Yên Mô. Kính thưa hai bên gia đình, chú rể Bá Toàn cùng cô dâu Kiều Linh. Kính thưa toàn thể các vị quan khách, quý vị thiện hữu tri thức cũng như bà con xóm làng, thân tộc từ xa cũng như gần bớt chút thời gian về dự lễ hàng thuận của hai bạn trẻ ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho quý thầy, quý sư bà được thay mặt cho tăng ni, chú xứ cũng như những người xuất gia chân chính một đời tự nguyện xả bỏ thế gian, đi theo con đường chánh pháp, theo dấu chân của Đức Tử Phụ. Kính quý, kính thưa toàn thể quý vị, kính thưa hai con, quả thật là may mắn cho tất cả những ai, dù là xuất gia hay tại gia, một phước báo nhân duyên vô cùng to lớn, đó là được làm những người đệ tử chân chính của Đức Như Lai. Trong cái kinh có dạy, tất cả những phước báo của thế gian thù thắng này ví như vàng bạc châu báu có chất đầy tam thiên đại thiên của thế giới, cũng không sánh bằng được những người đầy đủ nhân duyên được gặp Phật Pháp, gặp được chánh pháp, tu tập để chuyển hóa thân tâm, hiện đời được an lạc hạnh phúc, sau này được bình an đời đời. Và hôm nay là một nhân duyên vô cùng thù thắng, một cái điều hy hữu tại ngôi chùa Ninh Phúc Tự, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Rất vinh dự cho các con cũng như hai bên gia đình được đầy đủ nhân lành tác pháp lễ hàng thuận cho hai con tại một ngôi chùa quê ấm áp thân thương, đặc biệt được sự lân mẫn quang lâm chứng minh của chư vị tôn đức tăng ni đại diện cho hình bóng của ba ngôi tam bảo, có tăng, có ni và tất cả quý Phật tử quan khách từ xa gần. Trong không khí trang nghiêm này, thầy rất là hoan hỷ. Thầy chợt hồi tưởng lại những ngày đầu của thầy, cũng vì nhận thấy thế gian là khổ đau, là vô thường, là sinh trụ dị diệt, cũng muốn vượt thoát những khổ đau này. Và thầy cũng lần mò trên con đường đi tìm chánh pháp. Lúc đấy chỉ nghĩ rằng làm sao gặp được một vị minh sư để chỉ dạy cho mình, để tu tập, để chuyển hóa cho mình, và đặc biệt có thể cứu giúp được người mẹ đang bệnh tật. Chính vì vậy mà thầy đã phát tâm đi theo tiếng gọi của chánh pháp, được nghe những băng giảng của chư thượng tọa, chư đại đức về Phật pháp. Thầy như thức tỉnh, những hạt giống bồ đề may mắn của thầy được tưới tẩm nảy nở, và thầy đã âm thầm tìm minh sư tu tập. Khi gặp được giáo pháp thì được thấm nhuần những lời dạy của Đức Phật, thầy thấy mình hạnh phúc như một chú cá nhỏ được bơi ra biển lớn,
như tìm thấy được chân lý trong kinh Thiện Sinh có dạy à, như dựng đứng lên những gì đổ ngã, như mở toang ra những gì đóng kín, thấy được cái lợi ích của giáo pháp là chuyển hóa khổ đau, bất kỳ một nỗi đau khổ nào, một gì, một sự bất hạnh nào đều có thể được hóa giải bằng những lời dạy, những lời pháp nhũ cao quý của Đức Phật. Và chính là Thầy là người xuất gia, là những người đầu tiên được cảm nhận những cái vị pháp màu đấy. Và trong tâm Thầy chỉ nghĩ rằng muốn đem cái giáo pháp này để cùng chia sẻ với người thân của mình, những người bà con thân thuộc, để cùng được cái sự bình an. Và rất may mắn cho Thầy được gặp được Minh Sư, được tu tập. Và hôm nay các con, các em chính là những người em trai, những người em gái, mà Thầy cũng muốn gửi gắm cái tình thương của Tam Bảo đến hai em. Mặc dù ngôi chùa quê, song bằng sự cố gắng, nỗ lực của tất cả quý Thầy, quý Sư Bà, quý Phật tử tại chú xứ, các thiên hữu tri thức, thập phương hộ trì, ngày hôm nay đã đầy đủ nhân lành, tổ chức cho các em, các con tác pháp lễ thành hôn, lễ hàng thuận tại ngôi chùa quê. Thầy hạnh phúc lắm. Giáo pháp của Đức Phật thì vô tận, vô biên. Mỗi bài pháp là một vị thuốc chữa lành thân thể. Và hôm nay, các con, các em là những người Phật tử may mắn. Mặc dù là những người đệ tử tại gia, song các em đều được nhân lành, đều từ miền Bắc xa xôi vào trong Nam lập nghiệp và gieo duyên với Tam Bảo bằng những công việc hộ trì Tam Bảo, chấp tác tại ngôi chùa Hoằng Pháp và các ngôi chùa lân cận. Đúng là một nhân duyên lành. Và hôm nay các em sau khi đã ra ngoài xã hội, học được những điều hay lẽ phải ngoài xã hội và lại quay lại với quê hương của mình, muốn xây dựng quê hương tốt đẹp hạnh phúc bằng gì? Bằng những trí tuệ và công việc của mình. Và hai em đã tìm đến với nhau như một định mệnh, như một nhân duyên thù thắng. Và Thầy là những người thầy, người anh chứng kiến được nên Thầy rất hạnh phúc. Và hôm nay đầy đủ nhân lành tại ngôi chùa Ninh Phúc này, hai con hai em được trước Tam Bảo chứng minh đầy đủ, được đầy đủ pháp duyên này. Thầy xin thay mặt cho quý Thầy, quý Sư Bà, quý Tăng Ni tại trụ xứ cùng tất cả, xin gửi tới hai con, hai em một lời chúc phúc từ ba ngôi Tam Bảo. Chúc hai em luôn luôn hạnh phúc, an lành, là những người Phật tử thuần thành, hộ trì Tam Bảo và luôn luôn cúng kính trước tứ trọng ân. Đặc biệt ngày hôm nay, giáo pháp thì rất là nhiều, nhưng song Thầy cô gọn lại trong bài kinh Thiện Sinh mà các con và quý con khách đã từng đọc, đầy đủ ý nghĩa, trọng trách của một người, người chồng với một người vợ, ngược lại của người vợ đối với người chồng, của một người bà con thân thuộc cho đến những người thầy, người thợ và sư trưởng đã đầy đủ trong kinh rồi. Thì hôm nay trong cái không khí trang nghiêm thanh tịnh này, Thầy xin chỉ có mấy điều chúc phúc đến hai con hai em, và xin chúc hai con mãi mãi hạnh phúc an lành. Và những quyền pháp Phật đấy các con sẽ đọc và nghiên cứu, sẽ hiểu thêm. Và mong rằng cuộc sống hôn nhân sẽ đầy rẫy những khó khăn, những cam go, những thử thách. Cần lắm cái tình thương và sự từ bi, thấu hiểu của hai con trước Tam Bảo để luôn luôn nhẫn nhịn, tròn đầy hạnh phúc như những chiếc nhẫn các con đã trao nhau, tròn đầy những tình thương, hiếu đạo như các con đã từng hứa với Tam Bảo, với hai bên thân thuộc cùng mọi người. Giữ trọn cái tình yêu này mãi mãi trăm năm hạnh phúc. Và đặc biệt sau này sẽ nuôi nấng những đứa con nhỏ của mình, từ nhỏ biết được Phật Pháp, cũng như các con sớm gieo duyên với Tam Bảo để gì? Đời này kiếp này trong gia đạo cũng như hai họ luôn luôn được thấm nhuần chánh pháp, hạnh phúc, an lạc ngay hiện tại và trong tương lai. Dứt lời, thay mặt cho trên quý Tăng Ni cũng như quý bà, quý quan viên, quan khách, xin một lần nữa xin chúc mừng các con, chúc các con trăm năm hạnh phúc, an lạc thảnh thơi, sớm chỗ sinh trai thảo, gái hiền, con ngoan, và gia đạo luôn luôn được gì? An lạc hạnh phúc hưng thịnh theo lời Đức Phật chỉ dạy. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát,
Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Chúng con xin tri ân những lời pháp nhũ vô cùng quý báu của Đại Đức Chứng Minh. Mong rằng hai bạn trẻ sẽ luôn tâm niệm và thực hành những lời pháp nhũ của Đại Đức Chủ Lễ. Kính thưa toàn thể quý vị, niềm vui son sắt đợi chờ, tháng năm mong đợi bây giờ là đây. Hôm nay sum họp trúc mai, tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm. Để có được sự thành tựu viên mãn của buổi lễ hôm nay, một phần nhờ vào sự hiện diện của đông đảo bà con thân bằng quyến thuộc, đồng nghiệp của hai bên gia đình, và cao quý hơn là nhờ vào sự chứng minh của chư tôn đức tăng ni của Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Chính vì vậy, vào giờ phút này, xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng dâng lời cảm tạ để đền đáp lại những sự hiện diện quý báu ngày hôm nay. Xin kính mời cô dâu và chú rể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức tăng ni, kính thưa cha mẹ, cô chú, anh chị, hai họ cùng tất cả bạn bè. Lời đầu tiên, xin phép cho chúng con được gửi lời chúc sức khỏe, an lành đến tất cả. Thật hạnh phúc thay khi chúng con hội đủ duyên lành với sự chứng minh của chư tôn đức tăng ni để tổ chức lễ hàng thuận một cách trang nghiêm và không kém phần long trọng tại chùa Ninh Phúc như hôm nay. Những lời pháp nhủ của quý ngài là một động lực to lớn, làm hành trang để chúng con mang trong suốt cuộc hôn nhân của mình. Chúng con sẽ cố gắng học và hành theo những lời Đức Phật dạy, tôn trọng, yêu thương nhau và trở thành những người con Phật hữu ích trong đời. Tiếp đến, chúng con thành kính cảm ơn những lời dặn dò đầy ý nghĩa, ấm áp của cha mẹ. Là những người hậu bối, chúng con xin được nghe và thực hành theo những điều răn dạy của cha mẹ để được hướng đến cuộc sống hôn nhân tốt đẹp. Quả thực, chúng con không có lời nào để diễn tả hết sự biết ơn đối với cha mẹ. Chúng con xin hứa sẽ không phụ lòng chư tôn đức tăng ni, chứng minh và của cha mẹ. Đồng thời, chúng tôi rất cảm kích sự động viên của họ hàng, đồng nghiệp và bạn bè hai bên. Chúng con nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức tăng ni thân khỏe, tâm an, tâm bồ đề kiên cố, Phật sự viên thành. Kính chúc cha mẹ nhiều sức khỏe để sống vui vẻ cùng con cháu. Kính chúc quý quan khách, họ hàng hai bên, đồng nghiệp và bạn bè nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi lễ hằng thuận của chú rể Bá Toàn pháp danh Tịnh Toàn và cô dâu Kiều Linh pháp danh Liên Linh được tổ chức tại chùa Ninh Phúc, Ninh Bình sáng hôm nay đến đây đã được thành tựu viên mãn. Chúng con một lần nữa xin được tri ân công đức của chư tôn đức tăng ni đã không quản ngại đường xá xa xôi và thu xếp Phật sự để quan lâm về nơi chánh điện chùa Ninh Phúc chứng minh cho buổi lễ hằng thuận sáng hôm nay, cũng như sự hiện diện quý báu của tất cả bạn bè, bà con, đồng nghiệp của đôi bên gia đình. Một lần nữa, chúng tôi xin kính chúc toàn thể quý vị thân khỏe, tâm an, tuệ đăng thường chiếu, vạn sự hanh thông. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
con Phật Đà. Đôi tim chung nhịp tiên hoa, đón anh vinh quang sáng lòa. Dân hương lên Phật chứng minh, trọn đời đôi đứa bên dưới.